Là mẹ không muốn làm cho con phải khó xử thôi. Mẹ về bên đó rồi, ở đây con muốn làm gì thì làm. Nhưng không được đâu, mẹ về bên đó không có ai lo cho mẹ, con không yên tâm đâu mẹ. Bác sĩ nói là mẹ không nên lo lắng căng thẳng nữa. Mẹ cảm thấy điều này cũng rất là bất khả thi, bởi vì mẹ có quá nhiều việc phải lo. Con hiểu ý mẹ, con sẽ lo cho Minh Thư. Con nói sao? Con sẽ lo cho Minh Thư. Nhưng con sẽ lo ra sao chứ? Có phải con sẽ lo cho nó có công việc và có một mái nhà để cho nó về ở không? Nếu chỉ như vậy thì Minh Thư không cần đâu, tự nó có thể làm được những điều đó. Tại sao con không nghĩ? Con đã để cho con nhỏ chờ đợi quá lâu, chờ đợi lâu dài trong đau khổ, và nó cũng không biết chờ đợi đến bao giờ. Hãy quên cô gái kia đi và hãy chấp nhận cưới Minh Thư. Cả hai con xây dựng một gia đình thật hạnh phúc, như vậy thì mẹ mới yên tâm ở lại. Còn nếu không, con hãy đặt vé liền cho mẹ ngày mai để mẹ về Mỹ ngay đi con. Mẹ à, được, con hiểu ý mẹ, con kết hôn với Minh Thư. Mẹ ở lại đây đi, để con chăm sóc cho mẹ. Là con hứa với mẹ rồi đó. Em có mua một ít đồ cho cô bồi bổ. Con ngủ lâu chưa anh? Thư. Dạ. Mình kết hôn nha. Anh hứa với em, anh sẽ không bao giờ để cho em với mẹ phải lo lắng bất cứ điều gì nữa. Mình kết hôn nha. Con à. Dạ. Cô nghĩ là con đâu cần phải làm như vậy để mất thời gian. Chỉ cần con đặt người ta gói sẵn, rồi đến gần ngày cưới người ta giao cho mình là được mà con. Dạ không, con muốn tự tay hả, làm từng cái phần quà nhỏ như vậy, nó thể hiện được sự chân thành của mình đó. Nè. Dạ. Để cô lên á, cô nói với lại thằng Bách nó xuống để phụ con nha. Cái vụ này phải đồng vợ đồng chồng mới được nha con. Dạ. Ủa. Mẹ. Nè, mẹ tính lên kêu con xuống phụ Minh Thư nè. Tụi con xếp mấy cái hộp này á để bỏ quà vô tặng cho khách trong ngày cưới nha con. Em làm cái này tặng cho khách hả? Dạ, coi như là phần quà nhỏ để tặng cho khách mời thôi mà. Đẹp không anh? À, anh Bách, còn cái này nữa. Em chọn tấm hình này để mà để cổng nhà hàng, anh thấy sao? Đẹp không? Em thấy được là được, em có mắt thẩm mỹ hơn anh mà. Mẹ thấy hai đứa chụp tấm nào cũng đẹp hết trơn á. À, hay vậy đi, tụi con rửa ra hết đi, rửa thiệt nhiều, xong rồi mình để trước cổng, từ đằng trước cổng vô đến trong sảnh luôn con. Hay làm vậy ha cô. Ừ. Với lại mẹ thấy còn có 15 ngày nữa, dư sức để mà con rửa hình chứ con hả? Dạ. Dạ. Không có cần phô trương vậy đâu mẹ. Ừ. Có gì mà phô trương chứ. Em với cô nó giỡn thôi mà. À, anh, em có ý này. Em muốn mình làm một cái clip nhỏ, hai đứa mình ngồi trước camera, xong rồi cái mình ngồi mình kể lại cái quá trình mà mình quen nhau rồi mình yêu nhau á, rồi tới hơi đám cưới mình phát lại cho mọi người coi. Bây giờ người ta cũng hay làm vậy đó. Được không? Ừ, mẹ thấy hay đó, tụi con làm đi. Dạ. Dạ. Con, con thấy ngại lắm mẹ. Cái gì mà ngại? Chuyện cá nhân của mình mà đi nói cho người khác biết, con không có quen đâu mẹ. Mẹ thấy chuyện này cũng thú vị mà. Đó không phải là chuyện riêng tư, mà nó thể hiện sự tôn trọng của mình đối với khách như thế nào đó con.
Đặc biệt là mẹ thấy đám cưới của các cặp đôi trẻ bây giờ không chỉ đánh dấu một chặng đường mới, mà nó còn thể hiện sự trân trọng trong tình yêu của các con ra sao nữa. Con không biết là như vậy, nhưng mà tại con không quen thôi mẹ. Dạ không sao, đó là ý tưởng của con thôi mà. Nếu như mà anh Bách không thoải mái, không thích đó, thì không làm cũng được, không sao hết. Ý tưởng hay như vậy mà nó không hợp tác với hai mẹ con mình. Để em chỉ anh làm. Bộ phim truyện Việt Nam Tình Yêu Dối Lừa, 20 giờ các buổi tối từ thứ hai đến thứ bảy trên truyền hình Vĩnh Long 1, và xem lại độc quyền trên THVNI.